Xin chào tất cả các bác. Hôm nay có những ngày đầu tháng của tháng 3 năm 2023. Thế thì trong thời gian qua thì rất nhiều anh em điện hỏi cái dàn Sony 7.2 thì dòng này nói thật với các bác là bây giờ nó rất là hiếm. Bản thân Dư Tứ là chuyên bán cái dòng này, bây giờ đi lùng hàng cũng rất là khó. Thế thì Dư Tứ về được một cái bộ đời này, nó là đời 2450W anh em nhé. 2450W là đời chót nhất, đời chót của Soli 7.2 với cấu hình 2 bát 30 anh em nhé. Đây là bát 30 này. Và còn rất là đẹp, bao zin bao xịn cho anh em, bóng loáng các bác nhìn thấy chưa. Rồi Dư Tứ chỉ giới thiệu qua là báo cáo anh em là có hàng và có mỗi bộ thôi. Bác nào nhanh chân thì liên hệ trực tiếp cho Dư Tứ 0974682663 nhé. Đây là Dư Tứ cũng chưa dọn dẹp lau chùi gì cả. Bây giờ bác nào chốt thì Dư Tứ mới lau chùi, bởi vì là để cửa hàng cái nâu thì vào nó lại bụi. Đấy, sẽ lau chùi sạch sẽ, bóng nhoáng cho các bác, giao tận tay cho các bác. Và bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp Dư Tứ 0974682663 nhé. Zalo cửa hàng Dư Tứ đây, uy tín nha, tại thành phố Hải Dương. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn lại các bác. Các bác yêu mến đăng ký ủng hộ kênh nha. Chào Dư Tứ nha. Xin cảm ơn.